Mỹ học về đời sống. Thật là kỳ lạ, chú Quan Hệ này chạy đi đâu nữa rồi? Sư phụ, sư huynh, để chạy đi đâu vậy hả? Con vừa mới phát hiện ra thì ra trong thôn của chúng ta có một công viên nữa đó. Hả? Việc này sao sư phụ không biết? Ở đâu vậy? Đi 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 đi, để con dẫn hai người đi coi. Wow, thật sự là có hả? À, có một thế giới nhỏ như vậy, có thể nói là tiềm tĩnh trong động. Nhưng mà ở đây tại sao lại dơ bẩn quá vậy? Dưới đất toàn là rác rưởi, cây cỏ cũng đều khô héo. Nè, nè, tại sao chú lại dứt dỡ trái cây xuống công viên vậy? Ơi, không có sao đâu tiểu sư phụ à. Công viên này từ lâu đã bị bỏ hoang rồi. Hoang phế à? Công viên này rất đẹp, tại sao lại bị bỏ hoang chứ? À, công viên này ban đầu còn có nhiều người qua lại, nhưng vì không có người quét dọn quản lý nên dần dần cũng không có ai chịu đến đây chơi nữa. Lẽ nào có một nơi như vậy mà lại không cố gắng tận dụng thì thật là đáng tiếc đó. Ai đâu mà có công rảnh rỗi chứ, dù sao cũng không có người quản lý. Thôi tôi không nói nữa. Việc này phải nghĩ cách mới được. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hết công viên rồi đó. Nếu có rảnh thì tới chơi nha. Tôi cũng không biết ở đó có công viên nữa. Quan Hỷ à, huynh vừa mới đi đến công viên đó, bây giờ lại loạn thành một đống nữa rồi. Hả? Vậy thật sao? Quỳnh nói thật đó, mọi người đang vứt rác bừa bãi kìa. Vậy chúng ta phải dọn dẹp nữa. Thói quen xấu nhất thời khó trừ bỏ được. Đi nữa hả? Mệt quá à. Vậy thì con cũng muốn đi giúp nữa. Chúng ta đã dọn dẹp lâu như vậy, vậy mà thoái một cái làm dơ rồi. Xem ra chúng ta chỉ còn cách phải kiên trì thôi. Vị đại nương này, tại sao lại không có tâm công đức như vậy chứ? Thưa sư phụ, bọn họ luôn vứt rác bừa bãi, chúng ta có quét thế nào thì cũng không quét hết được. Con mới quét xong chỗ này thì chỗ kia lại dơ rồi. Chỗ này hình như là đã biến thành nơi đổ rác của mọi người rồi đó. Thưa sư phụ, theo con hay là chúng ta mặc kệ đi. Đúng vậy, rác rưởi ở đây dọn hoài cũng không có sạch hết đâu. Chúng ta không nên nản lòng, có được môi trường sinh hoạt tốt thì tự nhiên mang đến cho người ta cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Nếu người ta đã quen dần với một công viên sạch đẹp thì trong lòng sẽ khởi tâm quý trọng. Chỉ cần dân làng hiểu được tầm quan trọng của môi trường thì sẽ không làm dơ nó nữa. Như vậy phải quét đến bao giờ mới xong được đây? Con thấy sẽ không bao giờ quét xong đâu. Quét mười mấy này rồi, hình như cũng không có tiến triển gì. Sư phụ dạy, muốn có tâm nhẫn nại thì chúng ta phải kiên nhẫn quét. Mau đi thôi, sư phụ đang đợi chúng ta ở công viên đó. Bác rể đây, bác rể đây, qua xem đây. Thưa sư phụ. Tường Hòa, Quan Hỷ, vị này là Dương Đại Thẩm. Hôm nay bà đặc biệt đến giúp chúng ta đó. Vì tôi thấy sư phụ ngày nào cũng đến quét dọn, thật sự rất hổ thẹn, chịu không nổi nên đến đây giúp đỡ. Thật cảm ơn bà. Tiểu sư phụ đừng có nói như vậy, lý ra tôi phải cảm ơn các vị mới đúng. Các vị đã quét dọn xung quanh đây sạch sẽ đến như vậy. Không có đâu. Đây là việc chúng tôi phải làm mà. Không không không, chúng tôi không thể làm phiền các vị sư phụ nữa. Tôi còn phải tìm thêm mấy người trong xóm nữa đến giúp. Nhưng đại thẩm bà, chúng tôi đã đến rồi. Hả? Tôi còn kêu cả đại mau và nhị mau của nhà tôi cùng đến đây giúp nữa đó. Đợi lát nữa chúng sẽ đến đây. Chúng tôi giúp đỡ tuyệt đối không để họ giúp bừa bãi xâm tổn đến vườn nhà của chúng ta nữa. Đẹp quá hoàn cảnh cũng chính là đẹp quá tâm linh. Trong lòng có sự cảm động đẹp thì cuộc sống tự nhiên chỗ nào cũng thật. Chỗ nào bất thiện thì chỗ đó sẽ không đẹp.